Xin chào mừng các bác anh em. Chúng em lại tiếp tục lên đường bàn giao cái bộ combo loa full B12. Kiểm tra kỹ trước khi chúng em lên đường và sẽ đóng quay trở lại để anh em hôm nay anh em kỹ thuật đi xe máy. Vì là ở ngay đây, ở ngay Long Biên đây thôi, không là ngõ nhỏ nên là với cả thứ hai nữa là ô tô chúng em đi xa hết nên là sẽ ưu tiên D50S này. Super 2012 Plus này. Mic VK321 này. Đôi loa B12 là mình bán giao lắp đặt. Chúng em rất là cảm ơn các anh em đã yêu mến ủng hộ chúng em những cái đơn hàng như thế này. Và đơn hàng này là đơn hàng rất là chất. Loa đẹp, súp đẹp, âm ly hay, mic hát hay. Địa chỉ chúng em nằm tại số nhà 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Các anh em ghé qua trải nghiệm trực tiếp cũng như gọi trực tiếp chúng em qua hai số hotline. Chúng em đi ship hàng cũng như đi lắp đặt như thế này ạ. Ngoài dòng full B12 thì chúng em còn thêm cái dòng full C12 nữa. Đôi B12 đang có giá là 16 triệu đồng, còn cái mẫu C12 thì là 9 triệu. Các em có thể vào trực tiếp kênh của JK chúng em để xem chính thức video đấy. Và chắc chắn là tí nữa chúng em sẽ có cái video cận cảnh quá trình chúng em bàn giao cấu hình combo này tại nhà bác khách hàng cũng là chính chủ của cấu hình combo loa full B12 SUP 2012 Plus và đây D50S mic VK321. Và em sẽ khép lại video đây. Xin cảm ơn các em rất là nhiều. Xin chúc các em thật nhiều niềm vui, sức khỏe, thành công cũng như là ca hát vui vẻ trên bộ dàn âm thanh này.